cần đời không không tin vào đàn ông được, con mới nhắn tin chọc chọc thôi. Đàn ông cho anh tốt lắm em, sao mà lại không tin? Là gặp mặt vậy thôi chứ không có ý định gì cả. Mấy ngày đó là mình xui lắm cô, đi tới quán nào quán đó đóng cửa. Xong rồi cuối cùng là lên một cái quán cà phê thì hai đứa cũng ngồi nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau, nói chung là cũng không có nói nhiều về cái chuyện tình cảm, hầu hết là chia sẻ với nhau về gia đình. Nhà anh thì không thiếu thứ gì hết á, chỉ có thiếu nợ thôi. Nếu em không ngại trả nợ thì thôi em về với anh đi. Anh vậy mà cũng đồng ý luôn cô. Coi như về trả nợ giùm đó mà cũng vẫn về. Dạ. Trả nợ thật luôn. Các bạn giới thiệu về mình. Dạ con tên là Trần An Khương, con năm nay con 26 tuổi, nghề nghiệp con đang kinh doanh về trung tâm du học. Du học hả? Dạ du học Nhật Bản. Này thưa vợ con. Thấy con. Dạ con chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận, con là Lê Thị Đức Giang. Hiện tại thì con đang phụ chồng làm trung tâm du học tiếng Nhật luôn. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 25 tuổi. Là nhỏ hơn chồng 1 tuổi. Dạ đúng rồi. Các bạn là làm chỉ có là du học ở Nhật Bản thôi. Dạ đúng rồi. Dạ tụi con là tại vì con với vợ con đều đi du học ở Nhật Bản hết. Dạ như vậy là chắc bạn là các bạn là có cái mối tình của các bạn là bắt đầu từ bên Nhật. Ở đất nước Nhật Bản đúng không? Dạ đúng rồi chú Quốc Thuận. Cơ duyên nào mà các bạn biết nhau? Dạ ngày xưa thì lúc mà đi du học thì tụi con đi làm thêm á, vợ con với con thì làm chung một cái công ty, thì cũng là một cái công ty vận chuyển, con là quản lý của vợ con. Mà lúc đó vợ con ghét con lắm, tại vì con là quản lý mà nên là phải nói nhiều. Ở cấp trên họ khi mà họ nói cái gì thì con phải dịch xuống và con truyền đạt cho anh em người Việt. Vợ lại nói con nói nhiều á. Nhưng mà cái lúc mà đầu tiên mà con gặp vợ con ở đó thì con đã có ấn tượng với vợ con liền chưa? Dạ lúc đó thì nói chung thì chưa có ấn tượng nhiều. Nói chung vào thấy ở xinh, lúc đó con cũng khen bé này xinh quá. Đi nghe con đó vậy xong rồi vợ lại nói với mấy cái chị mà làm chung là con dẻo miệng quá. Dẻo miệng hả? Dẻo miệng. Lúc đó là con cảm xúc con đối với chồng con như thế nào? Rất là ghét luôn á cô. Từ trước giờ là con không có thích con trai kiểu mà nói nhiều mà miệng dẻo. Nói chung là gặp ai cũng khen, gặp ai cũng này kia. Đại bôi đó không? Dạ. Đại bôi. Ai cũng khen được hết. Nói chung là không phải mình con đâu mà nhiều người khác luôn. Vậy thì sao mà lại có cảm tình với nhau? Cái thời gian mà làm chung đó là con có người yêu. Rồi sau khi mà con tốt nghiệp, con đi làm ở nơi khác thì con nghỉ công ty đó. Thì bạn này cũng nghỉ. Nhưng cái thời gian đó là con chia tay người yêu. Thì bạn này cũng chia tay người yêu cũng đang buồn. Sao là Giang cũng có người yêu Dạ, lúc đó là chồng con với người yêu của chồng con là làm chung trong đó. Còn con với người yêu của con cũng ở trong Nhật Bản nhưng mà yêu xa. Rồi đến lúc là ngay là bên này cũng chia tay, bên này cũng chia tay. Dạ. Hai tâm hồn trống rỗng gặp nhau. Dạ, cái lúc đó thì vợ con có đang story. Nói chung là cái kiểu như là bất cần đời, không tin vào đàn ông được. Con mới nhắn tin chọc chọc thôi. Đàn ông tụi anh tốt lắm em, sao mà lại không tin đó. Thì từ đó nói chuyện với nhau xong vài lần rồi con mới hẹn gặp đi chơi. Con với vợ con là cách nhau 2 tiếng đi tàu lận. Thì cái lần đầu tiên mà con hẹn là con cho vợ con chờ 2 tiếng. Là do con hay là do tàu bè hay này kia nọ? Do con. Ở bên đó thì con có sinh hoạt một cái câu lạc bộ võ Vô Nam. Cái ngày hôm đó và hôm sau là sẽ có một cái buổi biểu diễn của môn võ. Thì con mới là con dạy cho các bạn. Thì con dạy hăng say quá con quên luôn cái giờ hẹn. Con nhìn lại cái chết rồi, là chạy 1 tiếng. Mà từ cái chỗ đó đến cái chỗ hẹn là thêm 1 tiếng nữa. Con vừa lên tàu là vợ con nhắn tin hỏi là anh đến chưa. Thì nó gần đến rồi nhưng mà chắc con mới bước lên tàu luôn. Đó. Lúc mà gặp thì con có giận anh không? Không hiểu sao là hôm đấy tự dưng cái con không giận. Thấy con đẹp trai quá. Không, tại vì con cũng nghĩ là tại lúc mà anh đến thì anh cũng... Nói chung là anh cũng thật lòng hối lỗi là do anh như vậy đó. Thì con cũng nghĩ là thôi thì người ta như vậy chứ không lẽ giờ mình giận dỗi chi. Tại vì cũng gặp, chỉ là gặp mặt vậy thôi chứ không có ý định gì cả. Mấy ngày đó là mình xui lắm cô. Đi tới quán nào quán đó đóng cửa. Xong rồi cuối cùng là lên một cái quán cà phê. Thì hai đứa cũng ngồi nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau. Nói chung là cũng không có nói nhiều về cái chuyện tình cảm. Hầu hết là chia sẻ với nhau về gia đình. Sau cái buổi gặp mặt đó là chắc chắn là các bạn có nghĩ về nhau đó. Con thì ấn tượng với vợ con nhiều hơn. Rồi xong bắt đầu là con lên kế hoạch theo đuổi. Nói lên kế hoạch thì nó cũng không có kế hoạch gì nhiều. Hàng ngày thì nhắn tin. Tại vì con thì cũng khá tiếng Nhật á. Bạn này cứ không biết gì bắt đầu con nhắn tin con chị. Chị xong rồi con hẹn. Để em dạy tiếng Nhật cho. Đúng rồi, để con dạy tiếng Nhật cho. Nhưng mà con dạy tiếng Nhật ở chỗ rất là đẹp. Chỗ đẹp mà dạy tiếng Nhật thì ít mà nói tiếng Việt thì nhiều á. Dạ đúng rồi. Con muốn hỏi Giang là sau cái hôm mà hẹn nhau á, rồi con có nghĩ là ảnh thương mình không? Con dạ có. Qua cách mà nhắn tin á thì con cũng cảm nhận được, nhưng mà không nghĩ là anh sẽ theo đuổi đến cùng. Bao lâu thì ảnh mới tỏ tình với con? Hơn một tháng. Dạ cũng gần một tháng rồi tỏ tình sao nè? Hôm đó cũng là sinh nhật con luôn. Con không nói vợ con biết là ngày hôm đó sinh nhật con, chứ nói thôi ra đó mình nói chuyện với nhau kiểu như là tập nói chuyện mình tiếng Nhật thôi. Ở Tokyo nó có một cái vịnh, nó giống như một cái vùng biển nhỏ tên là Odaiba. Thì ở đó rất là đẹp. Con đi làm thêm ở đó nữa nên con rành địa hình lắm. Thì con biết cái chỗ đó nó có một cái gền đá ngồi chắc chắn cái giờ mà tầm khoảng 6 giờ đến 7 giờ không có ai hết á. Cái con mới dắt vợ con ra. Cái câu tỏ tình của con nó kỳ cục lắm. Nhà anh thì không thiếu thứ gì hết á, chỉ có thiếu nợ thôi. Nếu em không ngại trả nợ thì thôi em về với anh đi. Anh vậy mà cũng đồng ý luôn cô. Coi như về trả nợ giùm đó mà cũng vẫn về.
Dạ. Trả nợ thật luôn. Một cái câu tỏ tình nó rất lạ như vậy mà con lại đồng ý nhanh. Không, lúc đó là con chỉ nghĩ anh nói đùa, anh nói cho vui á. Tới bây giờ thì chắc là trả nợ thật. Là thiệt luôn đó phải không? Dạ, dạ. Thật lòng mà con nghĩ người ta giỡn. Con cũng quen khá là nhiều bạn gái, con cũng nói trong chị tình cảm mà con cũng khá là dạng dĩ, nhưng mà biết sao gặp bạn này con run. Tỏ tình nhưng mà con run, con không biết nói gì á nên con nói đại con như vậy. Bạn cũng không nói gì hết. Con thấy bầu không khí sân bay bim nó căng thẳng quá, cái rồi con mới dắt thôi qua đây anh biết chỗ này ăn kem ngon lắm. Trong cái lúc mà đi ăn kem thì con mới vờ từ từ lên nắm tay nắm tay, rồi con mới, nhưng mà con không chưa dám làm gì, con chỉ hôn má thôi. Đó là lần đầu tiên mà nắm tay hôn má. Dạ. Là có nghĩa là diễn ra trong cái ngày, cái buổi mà một tháng sau đó, một tháng sau buổi sinh nhật luôn á. Dạ. Sau cái hôm sinh nhật các bạn tỏ tình vậy đó, rồi con đã thấy yêu chưa? Anh tỏ tình mà vào cái ngày mà không thể từ chối thật. Để là mình từ chối, không lẽ mình ác tới mức mà từ chối cái ngày sinh nhật của anh? Nhưng mà thật chất là con cũng đã thương ảnh rồi đúng trong không? Trong lòng là con đã cảm thấy con cảm mến chưa? Cũng có cảm mến ở trong lòng rồi. Chỉ là chưa đến mức mà sâu đậm thôi ạ. Tình cảm của các con là ở đất nước Nhật được bao lâu thì các con mới về Việt Nam? Dạ, tụi con quen nhau ở bên Nhật thì tầm khoảng 6 tháng. Đầu năm 2020 thì là con quyết định con về Việt Nam. Có một câu nữa con nói đến bây giờ nghĩ lại con thương vợ con. Con nói vợ thế này: bây giờ anh không có tiền, nhưng mà anh về Việt Nam anh sẽ khởi nghiệp, anh sẽ mượn một số tiền khá lớn, em có ngại cái chuyện này hay không? Thì vợ con nói một câu thế này: cứ tới đi ạ. Cứ tới đi ạ. Nợ mình còn sức, mình còn trả được, anh cứ thích anh cứ làm đi, em ủng hộ. Con khởi nghiệp mà về một cái công ty vận chuyển, nó cũng giống như cái kỷ niệm với hai vợ chồng, là ngày trước hai vợ chồng cũng gặp nhau ở trong cái công ty vận chuyển. Sau đó thì con cũng nhắn tin với vợ là thôi bây giờ anh khởi nghiệp cái công ty vận chuyển này một mình anh làm không sợ, tại vì anh cũng mở thêm một cái trung tâm du học Nhật Bản nữa, thôi thì em về em phụ anh đi. Vợ con cũng bỏ ngang công việc ở tại bên Nhật xong rồi đi về Việt Nam phụ con đến bây giờ luôn. Dạ. Vậy hả? Dạ. Thương quá ha. Sau đó khoảng mấy tháng thì con về? Cuối tháng 12, ngày 28 tháng 12 là ảnh về, 27 tháng 3 là con về. Trong cái lúc đó thì cũng đắn đo nhiều thứ, được cái là gia đình con cũng ủng hộ. Lúc đó một phần cũng là do dịch mới bùng ra, xong cái gia đình con bảo thôi ở xa xôi, hai đứa xa xôi này kia thì về chung. Nếu mà có ý định khởi nghiệp này kia thì về làm chung. Visa của con ở bên Nhật là đến ngày 28 tháng 3. Con đặt vé đúng đêm ngày 27 tháng 3 là con bay về Việt Nam luôn. Vừa đúng rồi. Dạ. Vừa đúng rồi. Về là bao lâu là đám cưới ta? Năm ngoái là tụi con định cưới, xong cái dịch cái ngừng. Cái đợt này tụi con ký giấy kết hôn xong cưới, dịch lại tiếp. Dịch nữa. Dịch chưa cho giờ phép. Đó. Chưa cho phép. Đó. Cái thời gian mà các con ở bên Nhật á, dạ, là các con đã sống chung với nhau chưa? Dạ chưa. À. Bạn này khó tính lắm chú thật. Mới quen nhau thôi á. Con xuống nhà chơi thôi đã khó rồi. Cái là bạn vợ con á là ở chung với một bạn nữ nữa, thì cứ diện cớ thôi, em ở chung với bé này nên là khó lắm anh, đừng xuống. Vậy là hai đứa là ở chung với nhau là được hơn một năm rồi. Dạ. Có em bé chưa con? Dạ chưa. Chưa phải không? Rồi vậy là khi mà ở chung với nhau như vậy thì bắt đầu cái cọ sát về cá tính, về tính tình thì mới phát hiện ra những cái mà chưa tốt về nhau đúng không? Dạ. Thì nhiều không? Nhiều lắm. Tập sâu đó. Để giờ nó nói trước đi. Con tự thấy con là kỹ tính, cái gì mà không vừa mắt là con nói liền. Mà nói nhiều quá thì lại thành càm ràm. Mà anh thì anh lại ghét người càm ràm. Tật xấu của anh là... Hay cọc. Có ghen không? Dạ có. Con với cái người yêu cũ trước chồng con á, tụi con chia tay thì hai đứa vẫn liên lạc với nhau. Lâu lâu thì anh vẫn nhắn tin hỏi thăm con. Thì mình theo phép lịch sự thì mình trả lời người ta thôi. Một lần anh cầm điện thoại con, anh thấy tin nhắn của cái anh đó. Xong cái anh hỏi: ủa ai nhắn tin rồi? Em là người yêu cũ. Em là người yêu cũ. Xong cái ổng không nói gì hết. Hôm sau thấy Facebook xóa bạn luôn. Một bàn tay nào luôn. Đó xóa luôn. Mà có bàn tay thứ ba xóa luôn. Mà con không biết gì luôn. Tối hôm sau thì anh tự khai: tôi xóa rồi đó nha. Hỏi xóa gì? Thì cái người hôm qua nhắn tin đó, xóa rồi đó. Là tự hiểu luôn. Hôm đó con đi tiếp khách và con cũng hơi có men rồi. Lúc đó cũng khoảng 12 giờ. Mình đang nằm ôm vợ mình, đang giỡn xong cái tin nhắn tinh. Tại vì nằm kế con bóc lên: em dạo này khỏe không? Dạo này thế nào? Trời trời. Ai mà nhắn tin giờ 12 giờ rồi luôn á. Xong cái đó con số tin nhắn luôn. Người yêu cũ của em đó. Người yêu cũ thì biết là người yêu cũ rồi. Dạ. Nhưng mà đã cũ rồi thì thôi. Còn nếu lịch sự tối thiểu thì mình sẽ nhắn tin vào những cái lúc buổi sáng, hoặc là thi thoảng có việc gì lắm thì mình hãy nhắn thôi. Chứ đâu có ai mà nhắn vào ban đêm. Cô là cô ủng hộ cái việc mà không đồng ý. Cô là cái gì xong là thôi. Còn đằng sáu gì nữa nè? Hay quên. Anh kêu với con là anh để đồ ở đâu thì cứ để yên đó, đừng có đụng, đừng có di chuyển, đừng có mang nó đi đâu hết. Mình nhìn thấy thì mình thấy dơ, nhà bừa bộn thì mình dẹp đi. Cái tới hồi anh kêu là cái này ở đâu, cái này ở kia, rồi anh hỏi tùm lum lên hết, rồi cuối cùng con dối, con cũng không nhớ là con để đâu luôn. Thế xong hai đứa quạo vì một cái chuyện mà rất là nhỏ. Có một lần anh tìm đôi vớ, anh đi tiếp khách, anh tìm đôi vớ,
Xong cái anh họ anh ra anh cầm đôi dớ rồi anh hỏi là đôi dớ dơ quá vậy. Cái con bảo thì anh kêu để đâu thì em để nguyên đó đó, em đâu có dẹp đi đâu đâu, là con không giặt không gì luôn, con để nguyên đó luôn, lần sau sờ vô là tự hiểu, là từ lần đó là đi là mang về, đi đâu về quần áo này kia là tự biết để vào, là con sẽ gom đi con giặt. Nhiều khi anh cũng quên á, đồ của anh, giấy tờ hay là bút viết hay hồ sơ này kia anh để á, cái lúc mà anh cần là cái lúc trong cái trạng thái mà anh đang bực bội hoặc là làm sao đó rồi anh tìm không được, anh quạo hết luôn. Anh quạo cả con, quạo cả cái bạn làm cùng con ở công ty á. Tại vì ở cái văn phòng đó là tụi con làm chung á, cái quạo hết cả văn phòng lên. Rồi sẵn con nói luôn cái mong muốn thay đổi của chồng con đi. Con chỉ có một mong muốn duy nhất là ảnh bớt cọc lại. Con nghĩ cái đó cũng là đúng đó. Trong mấy cái tật xấu mà kể ra thì có cái cọc á là cái mà nên sửa nhất thôi. Giờ chắc đâu ghen với ai nữa đâu đúng không? Không, cái ghen vậy là đúng em ơi. Chị mà vậy chị cũng vậy à. Mà bây giờ có ghen cũng đâu có gì đâu nữa, ghen đâu. Dạ đâu ghen. Đúng rồi, từ bữa đó xong rồi giờ rất yên bình. Bình yên. Rồi bây giờ tới con. Hả? Gió đổi chiều. Giờ tới con rồi đúng không? Ừ, tới con đó. Thanh niên này gọi là kỹ tính cực kỳ. Chỉ có một cái duy nhất là càm ràm hơi nhiều. Nói một câu chuyện mà nói từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối. Lúc đi ngủ thì thôi. Tật xấu nữa là khi mà quạo khách hàng là quạo qua con luôn. Con mới đi tiếp khách hoàng đâu biết gì đâu về. Mình vừa về vợ yêu ơi, cái vợ yêu cái gì vậy? Tôi đang bực mình chết này. Mình giận cái chém thớt đó. Giận cái chém thớt liền luôn con. Ghen thì cũng không ghen. Con cũng có điều lạ không? Vợ con Facebook của con, Zalo con, rồi mật khẩu điện thoại gì cũng biết hết, không bao giờ kiểm tra. Nhiều khi hỏi ô bà không ghen hả? Nói ôi cái gì của tôi là của tôi vậy. Con vậy là quá hay luôn á. Ủa nhưng mà cổ có ghen như người yêu cũ con? Có. Thì đã có rồi. Có nhắn tin đồ này kia không con? Sao đâu? Con kiểu như con hay mua vui á, con hay cà khịa ảnh thôi. Chứ ảnh thì ảnh không có nhắn với người yêu cũ. Ủa cà khịa sao? Có nghĩa là ngày xưa á, con bị cắm sừng á con cô. Thì suốt ngày ví dụ như mà đi coi clip, ai đó cũng bị vậy cho ta. Đó, ai đó cũng bị vậy á. Chọc quê đó. Chọc quê không? Con có một đứa em. Khi mà nó có cái chuyện về tình yêu này kia thì em con cũng tham vấn cho nó, xong cái vợ quay qua. Ông ngày xưa cũng bị cấm sừng đó. Cứ đem cái chuyện đau thương của mình ra mà trôn mình đúng không? Dạ đúng rồi. Ông chỉ bảo cho người ta hàng chi ngày xưa ông bị y vậy mà kinh nghiệm đó mà ông chỉ ra. Dạ, kiểu vậy thì mà mỗi lần vậy thì có bực không? Cười thôi. Thấy nó vui không? Hay là thấy nó vui? Nó cũng vui tại vì cà khịa đi, nó thấy nó cũng bình thường à. Chú Thuận, con cái có một kỳ ghen vui lắm cô Vân. Tối đang ngủ 3-4 giờ sáng gì đó, tự nhiên cái quánh con dậy chát. Con tưởng đâu gì vậy? Ông ngủ với con nào? Tôi mới thấy ông ngủ với con kia mập lùn xấu lắm. Trời ơi cái này là nằm mơ hả hay gì? Nằm mơ. Cái này là ghen trong mơ. Ghen trong mộng đó. Ghen trong mơ thôi. Mộng ghen đó. Đó quay qua đánh. Nhưng mà ghen thấy là thấy trong giấc mơ, mà đánh là đánh thiệt. Đánh thiệt. Đánh một cái chát luôn. Con dậy cũng đâu biết gì đâu. Vợ con mà ngủ á, bây giờ cho con đụng. Đụng cái là thức giấc, đụng cái là thức giấc. Chắc là con ngủ tỉnh lắm phải không? Dạ. Tại con từ trước giờ thì con hay ngủ một mình á. Không có thích ngủ quen chung rồi. Với ai hết. Mà kiểu nhiều khi động đậy tiếng động mạnh hoặc là ai đụng vào người là tự dưng cái tỉnh giấc. Mà tỉnh giữa đêm thì khó ngủ lại. Lâu lâu anh quay qua chẳng hạn anh vô tình đụng tay vô người thôi là thấy bực bội rồi. Tại vì lúc đó tỉnh lên là không ngủ lại. Có những người phụ nữ vậy đó em ơi, cái đó khó quen lắm. Con sẽ quen khi mà con có một đứa con. Rồi con ngủ với nó riết rồi á, con sẽ phải quen với cái việc đó. Thì sau đó là tới chồng con được hưởng sái đó, được ké đó, lúc đó con mới ké được nha con nha. Rồi con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Vợ con thì hiện tại giờ con thấy khá là hoàn hảo. Trừ cái mà hay giận cá chém ràm đúng không? Cầm ràm với giận cá chém hết. Được mà đúng không? Yeah. Dạ. Được không? À. Nói chung hai đứa con là mới đây, mới gọi là cọ sát với nhau đúng không? Thành ra chắc chắn là sẽ có những cái nó sẽ còn phải nảy sinh nhiều thứ nữa, nhất là khi có con á. Cho nên theo cô thì tụi con nên gọi là những cái gì mình có thể sửa được cho đối phương của mình cảm thấy vui, thấy hạnh phúc thì mình làm nha. Dạ, cảm ơn hai đứa. Con cảm ơn cô. Từ ở trong bước ra anh tưởng đâu trong đó nó có tấm gương. Chị cũng hết hồn, chị tưởng là gần pin nó tham gia vợ chồng son luôn á. Có nghe nè, sáng nay mới cạo đúng không? Anh cũng mới cạo luôn. Hai anh em mình được cái bóng lưỡng. À. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. Em sinh năm 1989. 1989 là nhiêu tuổi ta? Bây giờ anh chị cộng trừ nhân chia nó dở lắm. Rồi. Năm nay nếu mà tính luôn là 32. 32. Trẻ trung say đắm quá. Dạ. Trẻ hơn số tuổi. À, cảm ơn anh. Rồi, nghề nghiệp ở đâu? Em hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. Nhóm hát. Và em đánh DJ thêm. À có chơi DJ nữa hả? Dạ. Ủa em hát nhóm nào vậy? Giới em thiệu hát luôn nhóm đi. The Queen. The Queen. Dạ, không biết anh em mình gặp nhau chưa ta? Dạ chắc cũng có. Anh nghe cái tên này quen lắm. Dạ. Đó nghe The Queen. Rồi mời ông xã. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt. Em năm nay 35 tuổi. Hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát.
Cô dạy. À, cô ca sĩ là coi như là dưới sự điều hành cả cuộc sống là sự nghiệp của một anh quản lý đó. Nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sao? Dạ sao anh? Sao? Dạ. Thì quản lý xong rồi quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi, em làm thầy bói coi. Chắc có nghĩa là cơ không. Duyên hai người gặp nhau nè. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá. Mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. Có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ trước là em đi hát chung với chị hai của ảnh là nhóm Trendy Girls. Sau đó em mới nhóm nghỉ thời gian thì em mới làm nhóm mới. Nhưng mà anh đoán nó có đúng cái phần nào em không? Dạ hơi sai chút xíu. Bé nó lịch sự quá chị. Nghe bé nói là chị biết là không đúng. Bé nó lịch sự hết sức luôn. Hơi sai. Thôi bây giờ đừng để anh đoán nữa. Tại chị một chỉ có hay kêu anh đoán lắm. Không. Khoái cười. Mỗi khoái cười chứ nổi đâu. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm em. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết. Người ta cũng trúng một lâu lâu cũng trúng miếng. Rồi bây giờ thôi nè. Bây giờ thôi vậy thì hai vợ chồng kể cho anh nghe đi. Đó, cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ, là trước khi mà em biết ảnh á, là em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Đó, em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Và lúc đó thì ảnh chưa có vào nghệ thuật, chưa có quản lý em. Lúc đó làm gì? Dạ, ảnh làm bên cơ quan nhà nước. Rồi. Sau đó thì tụi em mới biết nhau, thì thông qua chị thôi. Cái lần đó là hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? Nếu mà tính ra là cũng 14, 15 năm. Nhưng mà cái khi mà em thấy cô bé này đi hát chung với chị của mình á, thì cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Thì lúc đó em thấy cũng xinh. Xinh nhưng mà bằng bây giờ hay là hơn bây giờ hay thua bây giờ? Nói thiệt. Thiệt không bằng giờ chị, không bằng giờ. Không bằng giờ. Thì anh nói là anh về anh chăm, chăm đẹp hơn xưa đó. Là xinh, là em thích liền không? Đó. Em có thích liền không? Dạ chưa chị. Cái chưa duyên tới thôi chứ lúc đó là thực tế là em chưa có cảm xúc với lại vợ em. Cảm xúc mà chị biết là thấy cô bé này dễ thương đó. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Đâu, hồi xưa là hot boy anh. Hot boy. Còn em sao em nói luôn đi, em nói cái cảm giác khi mà em gặp anh này lúc. Nói chung là em gặp anh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ, thường em thấy ai mà mặc đồ bảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là sao ta? Đào hoa lắm. Đúng rồi anh, cảm giác em thấy không có được tin tưởng là an tâm đúng không? Đúng rồi. Mình, dạ, đúng. Càng hot boy thì là em sẽ không nhìn tới. Nhưng mà cái bề ngoài của ảnh đó là nó có khác với cái tâm hồn và cái tính tình của anh không? Tức là ở ngoài thì nhìn như đào hoa nhưng mà ở bên trong nói chuyện có hiền lành, có tạo thiện cảm với mình hay không? Thì nói chung là rất là lịch sự, nói chuyện cũng rất là dễ thương. Nhưng mà kiểu như là do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm thấy em ghét. Lúc đó là em bây giờ là ba mấy mà gặp anh cách đây là mười mấy năm? Lúc đó em học lớp 10, lớp 11. À giờ chưa được 18 luôn đúng không? Thì thường là mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Đúng rồi. Nó có một cái gì đó mà tâm tính nó kỳ mưa nắng kỳ cục nó mưa nắng lắm mà nó giống như nhiều khi nó thích đó. Rồi đến khi nào thì hai đứa bắt đầu quen nhau? Để nói cho nghe, nhiều khi nó thích đó nhưng mà làm bộ nó không thích. Hiểu không? Hiểu không? Em có cảm giác gì không? Em có cảm giác con bé nó nhìn mình nó cũng ngã đó, nó cũng đổ đó. Nhưng mà nó xạo xạo, nó làm bộ, nó chứng tỏ ra đây là ức. Có không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Nghĩ hả? Rồi sao quen? Nói chung là tại vì lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Ủa vậy? Mà cuối cùng á người ta không có dính. Mà không dính. Mà dính không? Chà, lý do gì dính ta? Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im nó láo láo. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại vô tình những thằng im nó lại là dạ, gây chú ý. Dạ đúng rồi. Cố tình im để cho mình chú ý. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa. Thì mấy đứa em á rủ đi đi chùa. Đi chùa đêm giao thừa. Mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi á. Còn có hai đứa em mà em đã lỡ xin nhà cho đi rồi. Mà bây giờ ở nhà thì bị quê. Thôi giờ hai đứa đi luôn. Có mình hai đứa thôi. Là thế là đi vô chùa, là chùa Vĩnh Nghiêm á. Là tụi em đi vô chùa cúng xong xuôi, lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện thấy đơ thấy kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ổng nói thôi mệt quá, bây giờ nắm tay luôn đi. Kỳ quá. Là tôi rất là quen luôn. Đúng là quen luôn. Là dính luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi?
Dạ lúc đó mới 17, 18, 17. Trời Phật chứng giám đó. Dạ. Vừa ra xong là coi như là dạ, quen luôn. Cho nên mai mốt người ta hỏi, ô lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Rồi sau đó là tình cảm của các em nó nảy nở, nó nhiều kỷ niệm đẹp không? Hay là nó gặp trắc trở? Dạ lúc đó thì vẫn chưa đâu. Tại vì cứ nghĩ là quen đi, thử coi làm sao. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đầu không? Còn anh. Còn giấu em á. Nhưng mà có như vậy, như vậy là có nghĩa là bạn này bạn nói giấu, như vậy có nghĩa là đã có cái sự chẳng hạn như là bắt cá hai tay chẳng hạn. Có không? Không, có chị không? Tức là trong cái thời gian quen á thì hai đứa thì vẫn quen bình thường, nhưng mà những bạn gái cũ hay nhắn tin rồi rủ đi ăn sáng thì nào. Cái vô tình em phát hiện thì em mới biết chứ đâu em đâu biết là ổng có bạn gái trước hay này nọ. Cái xong em mới phát hiện là ổng đang quen với con đó vậy đó. Nhưng mà tự nhiên quen em. Cái xong rồi cuối cùng thì hai người dứt khoát nào em không biết. Tức là ủa là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là tức là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này lại thấy tin nhắn rồi bà cũng gọi. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong man nữa. Dứt luôn. Im luôn. Dứt bên kia luôn. Dứt khoát luôn. Dạ. Nhưng mà hai đứa là giống như là hai đứa quen vậy trơn tru suôn sẻ, hay là có những lúc nào mà hờn chia tay không? Nhau không? Đó. Dạ cũng có chứ. Có giận. Nó không thì không ai tin đâu. Dạ. Có giận. Dạ. Ai là người ai là người mà gọi là ấy trước? Thì cũng cái vụ đó xong là bà giận em. Bà giận em xong rồi bà cũng có trả thù không? Chắc em nghĩ cũng có đó. Tức là chủ động chia tay hay sao? Tức là cho thời gian vậy, cho thời gian. Cho anh thời gian suy nghĩ là bây giờ anh, hoặc là anh chọn em, hoặc là anh chọn người ta. Thì em cho anh 2 tuần. 2 tuần để anh suy nghĩ xem như thế nào, anh trả lời cho em một câu quyết định. Thì trong lúc đó thì ngày xưa bà tham gia nghệ thuật mà, thì ca sĩ này nọ kia lên tập. Thì cũng là đi chung với người ta ăn uống thì đó, cái em phát hiện lại. Thì xong rồi em lại ghen ngược lại. Nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh rồi sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý dằn mặt. Nhưng mà tới lúc mà anh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ nói chung là thì giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn nó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà. Khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với bên kia đi. Tội để... không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy, lúc mà chở lên phòng tập á, tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó. Cho ổng biết là đâu phải là không có anh, em không có ai. Nhưng mà ở đó vậy nè. Thì lúc mà ổng ghen lại á, thì em thấy là thôi mình phải như thế nào phải rõ ràng. Đó thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó, thì ổng nào quyết định ổng chọn em thì em cũng quyết định vậy thôi. Tôi không chọn anh. Rồi vậy mà bến bao lâu thì, tại vì lúc đó là em còn, thật ra lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ đúng còn không? Nhỏ đó. Nhưng mà dạ. Gia đình có biết nhau không? Dạ, đến bao lâu rảnh mới đến nhà em? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Trời la không cho quen mà. Như sợ, vậy chắc chắn anh không dám. Sợ bị ảnh hưởng tới việc học hành. Cho nên la dữ lắm, không cho quen. Em cũng không dám quen. Tới năm lớp 10, lớp 11 em chưa có quen ai luôn. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, ảnh qua nhà em. Mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ ông này. Cứ qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà vậy. Giống như ở nhà, rể trước như nhà của mình vậy luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà qua có phụ ba mẹ được không? Có thể hiện là một người đàn ông coi như là rất là tháo vát việc nhà không? Dạ nấu có, ăn luôn đó anh. Ngoan lắm anh. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Chắc ông bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ em cũng trẻ lúc đó. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy rồi, hai năm mấy. Rồi xong là cưới luôn á hả? Dạ cũng chưa đâu. Tại vì nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ. Bác sĩ báo cưới hay sao? Dạ không, tức là mấy chị á, bên nước ngoài về á, cái đi qua thấy ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cứ vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy. Đó cái nói cái bà em nghe, cái bà em mới kêu ổng ra nói con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi, bớt tự nhiên lại không? Bớt tự nhiên lại. thì lúc đó thì ổng thấy vậy bực quá đi về nhắn tin với ba, ba ơi con muốn có vợ. Là nói với ba em hả? Không, nhắn với ba.
À. Cái sau mới qua hỏi cưới. À. lúc em nhắn tin đó với ba thì gia đình của em phản ứng như thế nào? Lúc đó em nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó em là 22 tuổi. 22 tuổi rồi, dạ. Lúc đó mà đội đàn ông mà 22 rồi. Tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Dạ. Không biết nhà em có sốc không chứ mà bây giờ thằng con chị mà nó biểu nó xin cưới vợ là chị sốc dữ lắm á. Dạ. Nhắn tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Rồi ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Vậy đó. Rồi xong rồi ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Nhà tính thiệt. Để hỏi luôn. Rồi. Khi mà qua thì gặp ông nội bên này, ông nội này cũng ưng. Ưng rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Đó thì hai bên cũng nói chung là lúc đó cũng suôn sẻ lắm. Ô vậy hả? Dạ. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà về em về gặp ba đó. Rồi cái điều đầu tiên ba nói với em là gì? Giống như là lúc mà ba nói về đi tính á, lúc ba gặp dạ. Em ba nói câu gì? Ba hỏi thì cũng hỏi là con muốn lấy ai rồi thế này thế nọ thì con thì sau đó em mới nói là bé Thủy tham gia chung với chị á. Ở nhà mới nói cũng được. Vậy hả? Chắc cũng nhờ dạ. Chị đó, coi như là cây cao bóng cả của chị đó dạ, vô bởi vì dạ. Gia đình là ưng liền đó. Chung là cả hai bên. Tại vì biết sao không, 22 tuổi á là với con trai là còn trẻ lắm. Đúng rồi. Còn con nít lắm. Trời 22 tuổi dạ. Chưa giờ nghĩ luôn á. Sự nghiệp dạ. Cái lúc đó còn chưa có cái gì thành ra là mà đòi lấy vợ một cái là thấy mệt rồi đó. 30 tuổi mà tôi còn chưa có ý định lấy vợ luôn đó. Nói chứ lúc đầu ba em cũng không có đồng ý đâu. Tại vì còn nhỏ quá. Với lại ba cũng dự định là cho em qua bên Mỹ á để định cư. Nhưng mà cuối cùng em quen ông này nè, các em từ chối em không đi. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ, vậy chắc chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Nghĩa là trước khi đám cưới có một cái trục trặc gì nữa không? Dạ có. Nữa hả? Cái trục trặc nói chung là định ngày cưới xong xuôi hết rồi. Thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Tại đi cũng một 10, năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Tháng 8 tháng vậy 8. Là sao? Ủa vậy có đám cưới đâu? Dạ thì xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ. Trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có giờ được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy mình... là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Dạ, được 5 ngày. Về được có 5 ngày xong lại đi. Coi như cái tuần dạ, trăng mật rồi. Bị khuyết đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 mà ngày tính luôn ngày cưới. Mà vợ còn quá nhỏ nữa đúng không? Lúc đó chắc em 19 20 hả? Dạ tính ra là 19. 19 à đúng không? Rồi, như vậy khóc đến nay là... Khóc dữ không? Dạ, dạ cũng không đến nỗi. Tại vì em ở nhà ba má chồng á. Thì ba má chồng cũng thương. Với lại em ngủ chung với má chồng em. Tại vì má chồng thấy em ngủ mình đó chắc buồn á. Cho nên lên ngủ chung với em. Thương quá hả? Dạ. Hồi nào mà anh bộ đội về thì má chồng đi xuống lại, đúng không? Đã. Cũng 5 rưỡi anh. Dạ. Ủa em, tới bây giờ là các em cưới nhau được là 10 mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13. 13 năm anh. Dạ. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Ủa vậy là sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn dạ, hay gì? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn rồi. Em về dạ. Là em về là con em xuất ngũ là con em được 3-4 tháng gì đó. Tại chú bộ đội là đè nén rồi cũng chắc... cả tháng trời. Thì đó. Rồi về cưới một cái là 5 ngày tân hôn. Cái đêm động phòng là phát pháo cái là dính luôn đó. Thì đó là dồn nén để còn đi chứ. Đi đúng không? Ừ. Các em còn quá nhỏ như vậy đúng không? Chắc chắn là cái đêm động phòng chắc nó có nhiều cái chưa thể khám phá được đúng không? Nó còn thiếu kinh nghiệm đó đúng không? Người nói kinh nghiệm. Sao Đạt? Nói thôi em cũng đêm động phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng chứ. Em nói chung là cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà. Nhưng mà hai đứa là giữ cho nhau cho đến ngày dạ, cưới đúng không? Dạ. Thì bởi vì mới dính em bé luôn đó. Mà ông này 22 tuổi rồi lúc đó cũng vẫn còn trẻ lắm. Đúng rồi, rồi rồi. Rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Có chắc. Nói chung luôn. Là có trong luôn. Trong cái thời gian mà còn trẻ quá mà. Đúng rồi anh. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ. Mười mấy năm rồi chứ đâu phải ít. Thì có những cái biến cố này nọ. Nhưng mà sau những cái biến cố đó thì mình cảm thấy là mình cần nhau hơn, mình hiểu nhau hơn. Chứ không phải là sau những biến cố đó mình tan tành hay gì đó. Sao em? Cái chuyện em gái mưa là có xảy ra đúng không? Dạ đương nhiên là phải có. Là trong khi trường nào? Hợp nào? Trong trường hợp nào? Dạ trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Đi thời gian cũng 10 ngày. Lúc đó cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng được 8-9 năm rồi. Mới đây. 8-9 năm. Dạ. Rồi. Thì lúc đó em đi Úc em diễn mà cũng 10 ngày. Thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ rồi cũng quản lý em đó mà em đó thì muốn đi theo hát dòng bolero á chị, nhưng mà cuối cùng thì em đã hát không được,
cái cuối cùng thì không quản lý. Đó thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia gì nọ, rồi em thấy nhắn tin qua lại nói chuyện này nọ vậy đó. Rồi em phát hiện tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nọ giấu, run rẩy lắm, run rẩy lắm. Không dám đưa. Tới tối em gần em chôm cái điện thoại để em coi sao mà có ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn. Đó, cái xong em gần mà gần không được. Đang ngủ này em chụp cái điện thoại cái giật mình giật lại rồi. Em nói chắc chắn là có chứ mày không có. Kiểu này là chắc chắn là có. Đó, cái xong mà em chụp đại vậy mà dính. Hỏi thẳng luôn, hỏi em mà dính. Đó, cái xong em mới phát hiện ra. Đó, rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết. Cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại rồi ngủ ăn mưa nắng chút đỉnh đúng rồi, đúng rồi. Là đó, lại phát hiện ra là xong, bạn này thôi đó. Dạ, xong mà em nói chuyện với ba mẹ. Em được cái là có gì em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết. Em không có tự giải quyết mình. Rồi sao có chơi rồi có chơi chiến thuật dằn mặt lại ảnh không? Anh trai nắng luôn. Dạ không. Tại vì lúc đó cũng lớn rồi. Em không có cái cư xử đó nữa. Còn cái lúc cái kia là đúng còn không? Nhỏ. Dạ đúng rồi. Tại vì khi mà mình gia đình mình con nữa, mình phải suy nghĩ cho con mình. Lúc đó em sao Đạt? Có năng nỉ, có giải thích hồi gì không? Sợ hãi chứ. Có sợ gãy đổ không? Có năng nỉ chứ. Rồi ba mẹ cũng kêu qua. Ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không được vậy. Mày được, mày được. Phải nói với lại vợ mày sao? Rồi thế là lên bàn thờ ông bà rồi hứa. Hứa chứ cửu quyền thất tổ. Dạ. Là cái đó là không có chối anh, được. Anh nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Rồi, sợ rồi. Chúc mừng. Sợ tới giờ luôn. Thật ra là các em lấy nhau từ cái thời mà còn rất là trẻ mà cho tới bây giờ mà chỉ có một cái chút xíu như vậy thôi thì cũng phải nói là các em cũng đã giữ cho nhau rất là nhiều để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình ha. Dạ. Rồi bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ. Kia đi em ơi. Kia đi. Cái đại hội vạch mặt em biết cái vụ đó không? Vụ đó là cái vụ ăn tiền đó nè. Cho Đạt nói trước đi. Đạt sao em? Nãy thấy Đạt coi như là nãy giờ ngồi mà. Em hiền. 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy. Có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu không em? Tật xấu gì không em? Nói thiệt. Tật xấu của vợ em thì nói chung là vợ em dở lắm. Dở về nấu nướng, giặt giũ, tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở? Dạ dở lắm. Là không biết làm không gì hết là sao? Không biết nấu luôn, không biết làm, chỉ biết nấu được hai món à. Mì trứng, mì tôm với lại chiên trứng thôi. Trời, hai món khó quá em. Chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó. Có những người chỉ biết luộc thôi. Sao? Còn có biết rửa chén không? Ít lắm thôi. Cái con em nói cho mẹ rửa chén được nhiều lần lắm đó ngoại ơi. Cái mà ngoại hơi một mẹ mày rửa được mấy lần? Dạ hai lần luôn á. Trời ơi, rửa được tới hai lần trong 13 năm đó, ghê thiệt chứ. Quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ. À, rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Nói chung là cái gì em cũng làm hết á. Về nhà em làm hết cho anh. Tính mà tình còn thì sao? Giờ em còn tật xấu gì nữa không? Dữ lắm anh ơi. Dữ lắm. Dữ thì mới giữ được em đó đúng không? Cực dữ cỡ nào đâu em? Nó dữ là dữ như thế nào? Cực dữ. Chửi em dữ lắm. Nhưng mà cũng không có tục, ví dụ em xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm. Chửi sáng dậy còn chửi tiếp nữa. Nhưng mà mỗi lần chửi vậy thì em sao? Em có phản ứng không hay là im lặng? Em im à. Em im xong nghe rồi em bỏ em đi uống cà phê. Vậy đó. Vậy là nóng tính đúng không? Dạ, giờ em là đó. Nóng tính đúng không? Giận lâu không? Buổi trưa là xong rồi, chiều về là đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Nóng rồi xả ra xong là hết đó. Trưa về ăn cơm là xong rồi. Rồi còn gì nữa không? Không có biết làm việc nhà nhiều nè, rồi nóng tính nè, rồi còn gì nữa không? Nói chung là kiểu ai đó thôi chứ. Có hay nói đi nói lại một vấn đề không? Dạ có chứ, nhai đó. Nhai đó không? Nhai nói nhiều đó. Có nhai là chuyện cũ không em? Dạ không. Đó, được rồi anh. Nhưng mà cái đó được á. Dạ. Sợ nhất là phụ nữ mà đem chuyện cũ ra nói. Đó. Rồi tới em đó. Không mà nhiều lắm. Tại vì á, em thì không thích nhậu nhẹt. Mà tối là cứ nhậu miết à, tại ngoại giao á. Bạn giao để kiếm xô cho em. Ngoại giao rộng, dạ đúng rồi. Đó, cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ít ra cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao cho mình biết. Này không, đó. Nhậu, cứ mỗi lần nhậu về là em la. Mà em la là là tới sáng. Đang, trời ơi, giống thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bắt ngồi bắt cứ lải nhải hoài. Căng á, căng nhằn hoài. Tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á? Cái quan trọng là ông có ngủ được không? Mà vậy mà nó vẫn phải ngủ nè. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn cằn nhằn kiểu đó là làm biến nhậu luôn á. Thì em không thích em nhậu nhẹt nhiều. Rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa? Thứ nhất rồi, thứ hai là ngủ á. Khi mà kêu dậy á, một cái có công việc cái gì á, kêu chừng ai luôn.
khó dậy ngủ vậy đó. Ngủ qua ông ấy đó. Rồi nhậu rồi. Xong về có làm phiền cái vợ đó, không? Cái đó tật rồi. Tật dạ, đúng rồi. Hai em nhậu thì xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi. Không, alo em ăn cái gì không? Anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Mà trong khi quạo đúng quạo luôn. Mình đang ngủ mà. Đó, mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu. Em giữ giác nữa. Đó, cái xong kêu dậy ăn mà ăn khuya. Mà mua một lần mua về, mua 2-3 phần. Đó. Cho ai ăn dữ vậy? Ổng ăn à. Ổng ăn 2 phần. Ủa, cái tật mà nhậu em xong về khuya phần. Hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Ăn vậy á. Bạn hai anh em dạ. Hai cái đầu đồng cảm ghê hồn luôn. Ừ. Dạ. Rồi sao nữa cưng? Đó, cứ kêu vậy rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu quá đó. Ừ. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hả? Buổi là sáng anh à. Đó là đi cả tiếng đồng hồ vậy đó. Ừ. Mỗi lần mà có công việc cái gì trời ơi. Réo gọi ghê gớm lắm đúng không? Rồi còn gì nữa nè? Dạ, à, chỉ có gì đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn đạt thay đổi điều gì? Thì nói chung là bớt nhậu giùm em. Bớt nhậu lại. Dạ. Là con em là bây giờ có một đứa rồi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi chị. Ờ, bớt sao không có lại. Thêm nữa? Phải bớt em... nhậu mới có thêm được. Em cũng chưa có dự định đẻ thêm. Ừ. Tại vì nếu mà đẻ là phải kiếm thằng trai. Ừ. À đứa lớn đứa gái hả? Dạ đứa gái. Còn nếu không thì thôi không đẻ nữa. Ừ. Dạ. Chút ra đây anh chỉ cho bí quyết đó đi nha. Mà nhậu kiểu này là không bao giờ mà ra con trai. Trời, người ta rượu bổ. Dữ rồi, dữ rồi, cái đó được đó. Rồi giờ Đạt muốn muốn vợ thay đổi điều gì nè? Dạ em thì muốn bà hiền chút thôi. Hiền chút mà. Hiền chút. Trời nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Ờ đúng rồi đó, đúng rồi. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng thẳng cử nhử nó la lối thôi thì giờ á 50-50 đi. Chị, tuần chị... 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chị thấy ngay từ tối tới trưa luôn á. Thì đó, thì tại vì em nhậu đó, nó ghét nhất là nhậu dạ, mà đúng không? Dạ đúng rồi. Mà bả nhai có khi nào em trả lời lại không? Đạt không, em im. Em im xong rồi đi. Em đi. Đi đi xong rồi em im. Rồi quay về la tiếp. Dạ không, quay về là không. Quay về là tới chiều là đi diễn rồi. Là chuẩn bị là công việc. Nói chung là em mà đã vào công việc rồi á là em sẽ không có tính tới mấy cái vấn đề khác nữa. Rồi. Dạ. Chị thấy vậy nè, em bớt lại. Dạ. Em bớt lợi, cái bé nó cũng bớt lợi. Dạ. Bớt lại là có hai cái lợi cho cả hai đứa luôn. Dạ. Là thứ nhất nó giữ được giọng nó ca sĩ mà. Dạ. Bắt nó nói hoài, nó tắt tiếng, nó hát em khàn giọng luôn á. Cái thứ hai nữa là em mà bớt nhậu em kiếm được thằng trai. Trời ơi, trăm bề lợi hết trơn đúng không? Lợi đôi đường. Nghe, thôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi. Dạ. Đúng không? Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình. Ở trong một cái phần rất là hấp dẫn. Nghe. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị. Ok, chờ xíu nha cưng.